Xin chào các bạn, chúng ta cùng quay trở lại với Q&A Vậy là sau hơn một tuần chờ đợi những trận đấu tại các giải vô địch quốc gia thì chúng ta đã được thỏa mãn điều đó vào cuối tuần này Chắc chắn rồi, những trận đấu rất thú vị đang đợi chúng ta ở phía trước Và tất nhiên rồi các bạn sẽ có rất nhiều thắc mắc về những trận đấu đó đúng không ạ? Bằng chứng là vào ngày hôm qua trên tab cộng đồng kênh youtube Bình luận viên Anh Quân đã có rất nhiều những câu hỏi thú vị Đó là một điều khó cho tôi khi phải chọn ra những câu hỏi để trả lời ở tuần này Nào hãy bắt đầu thôi Bạn Ngọc Nguyễn Chào bình luận viên Anh Quân Theo anh với lịch thi đấu rất nặng sắp tới Liệu Chelsea có thể vượt qua được những đội bóng nào Em thấy rất lo cho Chelsea Vâng có vẻ như là các bạn đã hơi lo quá thì phải Nếu nhìn vào những gì mà Chelsea có từ đầu mùa Có vẻ như càng gặp đội bóng lớn Thì họ càng chơi hay thì phải Hãy đến với phân tích sâu hơn theo những phân tích từ những chuyên gia của trang web Opta The Analysis, thì Chelsea đã gặp một lịch thi đấu tương đối thuận lợi trong giai đoạn đầu tiên của mùa giải. Từ Opta đã cụ thể hóa phỏng đoán đó bằng con số. Chelsea sở hữu chỉ số độ khó của lịch thi đấu ở mức 43,8. Nôm na chúng ta có thể hiểu rằng đội bóng của ông Pochettino sẽ cả ngày càng thi đấu với các đội bóng khó hơn theo lịch thi đấu ngoại ngành và độ khó tăng dần của Chelsea là xếp thứ tư trong 20 đội tại Premier League. Thông số này được cân đo đong đếm dựa trên thứ hạng của các đội bóng mùa trước cộng kèm với biến số là ngày nghỉ trung bình của một đội bóng trước một trận đấu. Điều đó đồng nghĩa với việc Chelsea sẽ phải đối đầu với các đội bóng lớn hơn nhiều vào giai đoạn sau của mùa giải. Không cần nói đầu xa ngay sau khi trở lại từ kỳ FIFA Day tháng 10, Chelsea sẽ phải gặp một loạt 4 trận đấu cực kỳ cam go với ba đối thủ đó là Manchester City, Arsenal và Tottenham. Xen giữa những trận cầu đó chính là một brand phải cực kỳ khó chịu khi được chơi trước các đội bóng lớn. Song Chelsea sẽ không có quyền được nghỉ ngơi. Sau 4 trận đấu đó, họ sẽ phải hướng ánh mắt của mình đến với 4 trận đấu thậm chí còn có phần căng thẳng hơn nữa. Ở vòng 13, 14, 15 và 16, họ sẽ phải gặp lần lượt những Newcastle United, Brighton, Manchester United và một Everton đang rất khát điểm. Nhiều người đã dự đoán rằng với phong độ nghèo nàn của Chelsea trong quãng thời gian gần đây, cộng hưởng với một lịch thi đấu với các đội mạnh dày như thế này, Chelsea sẽ sụp đổ, có huấn luyện viên Pochettino sẽ mất chức. Thế nhưng Chelsea trong mùa giải năm nay có thể gặp khó trước các đội bóng nhỏ chơi phòng ngự theo phong cách đổ bê tông chứ chưa hề gặp khó với các đội bóng đầy đội hình lên chơi tấn công cả. Trong 8 trận vừa qua có đúng hai đội bóng chơi theo phong cách dâng cao pressing Chelsea, chính là Liverpool và Burnley và Chelsea đã thu về 4 trên tổng số 6 điểm tối đa từ hai đội bóng này. Trong 4 trận tới đây, cả 3 trên 4 đội bóng nằm trong top 4 đều sở hữu một lối chơi cầm bóng chủ động. Đó sẽ là điều kiện để hàng tiền vệ giàu năng lượng của Chelsea có đất diễn. Nicola Jackson có thể là một tiền đạo xử lý vòng cấm có nhiều điểm hạn chế. Nhưng trong những thế trận thiên về pressing hay chuyển trạng thái, cựu tiền đạo của Villarreal luôn luôn làm rất tốt. Nhất là trong trận đấu với Liverpool hồi đầu mùa, Chelsea hoàn toàn có thể giành những kết quả khả quan trước ba đội bóng này. Hiểm địa của Chelsea trong chuỗi 8 trận tiếp theo nhiều khả năng đến từ Manchester United khi đội bóng này không quá chú trọng trong khâu kiểm soát bóng và nhiều khả năng sẽ lùi xuống chịu trận khiến Chelsea phải rơi vào một thế cực kỳ khó. Bạn Nguyễn Nam Phương chào bệnh luận viên Anh Quân. Đây là lần thứ N cộng à, em đặt câu hỏi cho anh. Cho em hỏi là Manchester United cần bổ sung những vị trí nào trong đội hình của mình để có thể có một lối đá sáng sủa và cân bằng hơn với những đội top đầu tại APL? Em cảm ơn anh, chúc anh và gia đình thật nhiều sức khỏe Đó là EPL đúng không ạ? Và bây giờ sẽ là câu hỏi mà tôi sẽ trả lời trong ngày hôm nay về Manchester United Mặc dù bạn muốn hỏi về công tác chuyển nhượng và không nhận sự Xong để nhận diện rõ vấn đề bên trong sân cỏ của Manchester United Tôi muốn chia nó thành hai phần để dễ lý giải Phần trả lời này chỉ bao gồm các diễn biến trên sân nên những vấn đề bên ngoài sân cỏ như vấn đề kỷ luật hay tâm lý của cao thủ trụ cột như Jadon Sancho, Anthony hay Marco Rashford hoàn toàn có thể được bỏ qua để tinh gọn hơn. Và chúng tôi cũng đã thường xuyên trả lời trong phần Q&A trước đó. Vấn đề đầu tiên của Manchester United nằm ở việc ông Erik Ten Hag vẫn chưa có đủ lực lượng cần thiết để lắp ghép đội hình. Ngoài ra, chiến lược gia người Hà Lan cũng đang không có sự rõ ràng cần thiết trong việc định hình nửa đỏ thành Manchester sẽ chơi theo phong cách gì. Ông đã mang về Mason Mount và Sofia Amrabat những tiền vệ sở hữu nhiều năng lượng trong phong cách chơi hơn những nhân sự cũ. Kế hoạch chuyển nhượng của đội bóng chỉ ra rằng Manchester United đang dần dần chuyển mình, mang lối chơi của đội bóng lớn hơn, chủ động hơn thay vì chỉ chăm chăm vào việc chờ đối thủ mắc sai lầm mang về là một chuyện sau những cá nhân cũ của đội bóng, những trụ cột của Manchester United như hiện tại như là Bruno Fernandes và Marco Rashford đều là những người sinh ra từ lối chơi chuyển trạng thái. Họ hiện tại không có tư duy của phong cách chơi thiên về kiểm soát bóng hoặc pressing hoặc là họ đang chưa có cơ hội để làm câu chuyện đó. Các đội bóng lớn được xây dựng thường theo một khuôn mẫu chung, đó là họ xây dựng các bài đánh, đội hình và phong cách chơi, sau đó nhận diện và thải loại những cầu thủ không thể đáp ứng nổi yêu cầu từ lối chơi mới. Chúng ta hoàn toàn thể nhận ra điều này ở Arsenal, một đội bóng đã mất đến 2 năm để xây dựng khung đội hình trước khi mang về những ngôi sao bom tấn. Vậy còn bộ khung của Manchester United đầu, chúng ta vẫn chưa được thấy hay ít nhất là chúng ta vẫn chưa được chứng kiến từ phía ông Ten Hag. Vấn đề thứ hai của Manchester chính là lực lượng. Thực tế chỉ ra rằng lực lượng của Manchester United có nhiều vị trí không hề yếu như chúng ta tưởng. Chuyện là họ không có đủ một lối chơi nhuần nhuyễn để phát huy điểm mạnh của từng cá nhân mà thôi. Thế nhưng trên hành trình hoàn thiện lối chơi thì một số cá nhân không đáp ứng được chuyên môn sẽ bị rời rơ lại. Ví dụ như ở hành lang cánh phải của Manchester United, họ đang không có một ai đủ toàn diện để chống biên với Anthony cả. Juan Saka đang dần tiến bộ nhưng đầu ra tấn công của anh là quá yếu trong khi Diogo Dalot đang rất thiếu ổn định và cả một chút tốc độ nữa. Một cái tên hậu vệ phải như Jeremy Frimpong hoàn toàn có thể được tính đến ở hàng trung vệ Todibo và Tapsoba có thể được tính đến để trở thành một giải pháp dài hạn thay thế cho những trung vệ tạm thời như Evans hay là Lindelof. Ngoài ra, thứ mà Manchester United cần nhất chính là thời gian, mà đây là thứ không thường có ở sân Old Trafford. Bạn uh, VT5213 cho bình luận viên Anh Quân, anh Trâm hỏi uh, pass là gì? Tại gần đây em có nghe một bình luận viên bóng đá và một số kênh Youtube nói pass là người mở đường truyền cho người kiến tạo bàn thắng. Còn theo định nghĩa của Opta là người truyền cuối cùng cho người sút không thành bàn Vậy cái nào đúng? Mong anh giải đáp Thanh Anh Vâng, một câu hỏi rất thú vị Hãy đến với câu trả lời nha Truyền dọn cố là một đường truyền ngay lập tức tạo cơ hội ghi bàn cho đồng đội. Truyền dọn cố là một dạng truyền bóng quan trọng trong bóng đá. Nếu đường truyền quyết định giúp đồng đội có được cơ hội dứt điểm thì nó sẽ được gán giá trị là XA, tức là chỉ số kiến tạo kỳ vọng. Các đường truyền dọn cố cũng có thể trở thành một đường kiến tạo nếu đồng đội ghi bàn. Một đường truyền dọn cỗ được coi là thành công nếu đồng đội có thể chạm bóng. Ví dụ như Bruno Fernandes, anh tung ra đường truyền có độ dài gần 10m cho Radford ở vị trí thuận lợi. Sau đó Radford thực hiện cú dứt điểm nhưng không thành công. Như vậy Bruno đã thực hiện một key pass. Thế nhưng chỉ số key pass này thường bị nhiều người nhầm lẫn với chỉ số là Chan Kret. Trong mùa giải năm ngoái, chúng ta đã nói về bộ ba cầu thủ lần lượt đứng top 3 chỉ số Chan Kret tại giải ngoại Anh chính là Kimi De Bruyne top 1, Bruno Fernandes top 2 và người cuối cùng chính là Kieran Trippier. Vậy thì chúng ta cần phân biệt rõ hai khái niệm này để tránh nhầm lẫn. Do mỗi trang web thiên về thống kê thể thao thường sẽ có một quan điểm về chance và key pass riêng, nên những định nghĩa sau đây chỉ là tương đối thôi. Key pass thì chúng ta cũng đã giải thích ở trên rồi. Đó là một đường truyền từ cầu thủ kiến thiết đặt đồng đội, tức là người nhận bóng vào một tình huống dứt điểm thuận lợi về phía khung thành, không quan trọng là người dứt điểm có thành công hay không, key pass vẫn sẽ được tính cho người truyền bóng. Key pass cũng không quy định cụ thể về độ dài của đường truyền mà chỉ nói về tính chất của pha bóng và key pass thì được sinh ra để trao cho các thủ kiến tạo sự công nhận mà họ cần có nếu như pha bóng đó không phải là một bàn thắng chỉ vì sự vô duyên của anh chàng tiền đạo trước không thành đối thủ vậy còn chen great là gì Nôm Na có thể được hiểu rằng chen great chính là tập hợp của key pass cộng với kiến tạo đó chính là định nghĩa theo trang thống kê Opta, Chan có thể được hiểu để minh chứng cho sức sáng tạo của một cầu thủ bất chấp việc tiền đạo của đội có ghi bàn hay không. Lấy một ví dụ cơ bản thì trong mùa giải Premier League 2019-2020, Jack Grealish chỉ có 5 đường kiến tạo xếp thứ 28 toàn giải. Xong nếu chúng ta nhìn dưới chỉ số Chan thì Grealish xếp hạng nhì trong tổng số cầu thủ chơi tại EPL. Song Chen cũng có những điểm yếu của nó về mặt thống kê. Chen Kret thường không mô tả được tốc độ đi của quả bóng, hay độ nảy, độ xoáy của đường truyền đó. Liệu đường truyền đó có dễ để khống chế hay không? Mà thường nó chỉ được tính dựa trên vị trí đích đến của đường truyền đó mà thôi. Bạn thắng Manu, chào anh quân trong sự nghiệp của Pep ở ba câu lạc bộ đó là Barca, Bayern và giờ là Man City. Anh có thể cho em và mọi người biết tiền vệ trung tâm nào trong số Busquets, Kimmich hay phần nào đó là Lam và Rodri ai xuất sắc hơn và ai quan trọng hơn? Busquets và Kimmich thì có những người thay thế ít ra họ cũng chơi tròn vai Còn Philip thì quá tệ Càng thấy Rodri quan trọng với Man City và Pep như thế nào Cảm ơn và chúc anh Quân cùng gia đình và ekip nhiều sức khỏe Có vẻ bạn là fan của Pep đúng không ạ? Hãy đến với chữ câu trả lời của tôi ngay bây giờ trong sự nghiệp của Pep, người ta có thể nói rất nhiều về việc siêu sao Lionel Messi đã giúp cho Pep Guardiola giành được vinh quang như thế nào khi anh chính là một phần không thể thiếu trong hàng công của Barca mùa giải năm đó. Thế nhưng đối với Pep, vị trí được xem là then chốt nhất của ông trong mọi đội bóng mà ông từng đi qua lại chính là tiền vệ phòng ngự. Bản thân Pep xuất thân là một tiền vệ phòng ngự nổi tiếng với lối chơi thông minh và từng trở thành đội trưởng của Dream Team Barca năm nào. Thi đấu ở một vị trí khó như vậy, dĩ nhiên ông luôn có những yêu cầu đặc biệt đối với vị trí này. Ở Barca là sự kiệt xuất của Sergio Busquets, sang đến Bayern Munich, ông đã gò Xabi Alonso và Philip Lam chơi như hai số 6, một trụ và một hậu vệ biên bó trong. Sang đến Man City, ông đã chọn ngay cho mình một Fernandinho toàn năng và sau đó chính là Rodri như chúng ta biết đến bây giờ. Rất khó để chúng ta có thể đánh giá được ai là tiền vệ trụ số 1 dưới thời của Pep nhưng chúng ta hoàn toàn có thể đưa ra một kết luận rằng đó chính là tiền vệ trụ mà Pep chọn thể hiện thế giới quan của cách chơi bóng của đội bóng đó ở Barcelona chọn cho Barca một lối chơi thiên về kiểm soát bóng nhiều hơn đó là lý do mà Busquets được chọn vì khả năng thoát pressing và kiểm soát nhịp độ trận đấu của anh sang đến Đức Pep đã bắt đầu hòa nhập với cách chơi mới một cách chơi thiên về pressing mạnh mẽ hơn ông đã bắt đầu gò Xabi Alonso từ một trong hai double pivot thành một single pivot độc lập thuần pha trộn giữa pressing của người Đức và những nét cực kỳ độc đáo của ông. Cũng trong thời kỳ này, ông nhận ra rằng cần phải có sự cải tiến ở khối Red Defense từ 4142 trở thành khối 32. Đó là lúc để Philip Lam trở thành một tiền vệ mang xu hướng phòng ngự. Đến khi sang đến Anh, ông đã biến một Fernandinho trở thành mẫu tiền vệ phòng ngự lý tưởng khi vừa tham gia vào khâu triển khai bóng, vừa có đủ yếu tố thể chất để phòng ngự chống phản công. Và mọi thứ đã dẫn đến Rodri, không thể nói Rodri hơn các người tiền bối của mình. Song Anh chính là một phiên bản toàn diện nhất, là tập hợp những điểm tinh hoa từ những người đi trước. Rodri hơn Busquets ở khoảng sút xa và pressing. Anh hơn Philip Lam và Fernandinho ở thể chất. Anh vượt trội hơn Sabi Alonso ở tốc độ và cường độ. Từ đó chúng ta có thể kết luận rằng Rodri chính là phiên bản hiện đại nhất mà những gì Pep cần có ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Bạn Phạm Văn Hùng xin chào huấn luyện viên Anh Quân cùng ekip thực hiện Q&A. Em vẫn chưa được trả lời ở những câu hỏi trước và em vẫn kiên trì đặt thêm những câu hỏi cho anh. Em thấy Marcus Rashford đã hết tiềm năng phát triển nghĩa là anh ta thực sự ở một level mà khó thể phát triển thêm được nữa. Đã từng được sát cánh với những tiền đạo world class như Ibra, Rooney, Cavani và CR7 Nhưng rõ ràng anh ta không học hỏi được gì nhiều từ các lớp đàn anh À, cũng là một người kinh qua nhiều đời huấn luyện viên nhưng tư duy chơi bóng rất tốt uh, rất tồi đúng không ạ rất tối nhất là ở khả năng xử lý ở một phần ba cuối sân theo anh Radford có cách nào để có thể phát huy được hết khả năng và duy trì nó một thời gian dài hơi kiểu định như cuối mùa giải năm ngoái không em xin cảm ơn tôi nghĩ rằng là vấn đề của Radford là tâm lý và anh ta cần phải trải qua những uh, sự cải thiện về mặt tâm lý trước khi nghĩ đến việc cải thiện đôi chân của mình hãy đến với câu trả lời của tôi Hai tháng qua là quãng thời gian đen tối với Radford, anh chỉ nghỉ cùng Man United thay vì trở thành một trong điểm sáng của câu lạc bộ. Nói đúng hơn, Radford đã trải qua giai đoạn khủng hoảng niềm tin trầm trọng. Đôi chân của ngôi sao sinh năm 97 như hóa đá, đến mức việc truyền bóng cho anh trở nên phí phạm. Radford sa sút nhanh đến khó tin, mùa trước anh còn là tay săn bàn số 1 của Quỷ Đỏ với 30 pha lập công cùng 11 bàn trên mọi đấu trường. Lập đại công giúp câu lạc bộ giành vé dự Champions League mùa giải 2023-2024 cũng như vào đến chung kết FA Cup. Dù vậy mùa này, Rafford mới có một lần làm rung mảnh lưới đối phương và ba đường chuyền thành bàn ở mọi mặt trận. Tất nhiên một phần lý do dẫn đến sự xa suốt của Rafford đó là bởi các đồng đội không đặt anh vào những vị trí thực sự thuận lợi để ghi bàn. Bằng chứng là chỉ số bàn thắng kỳ vọng của Rafford ở mùa này hiện chỉ là 3,03. Từ trong ba cơ hội thực sự chất lượng kể trên, anh chỉ tận dụng được đúng một lần với bàn thắng vào lưới Arsenal. Đồng đội không thường xuyên đặt Rashford vào vị trí thuận lợi đã đành, nhưng ngay cả khi cơ hội đến thì anh cũng không tận dụng được. Cầu thủ người Anh tệ đến mức không ít cổ động viên đã kêu gọi huấn luyện viên Erik ten Hag cho anh ngồi dự bị, bất chấp tình hình nhân sự của Man United thiếu hụt trầm trọng và khi huấn luyện viên Gareth Southgate quyết định triệu tập Rashford lên tuyển Anh cho đợt FIFA đây lần này, nhiều dấu hỏi đã được đặt ra về lý mà nói Rashford xứng đáng ngồi nhà xem các đồng đội thi đấu. Tuy nhiên, màn trình diễn trước Italia trong khuôn khổ vòng loại Euro 2024 tại Wembley đêm qua như một lời khẳng định của Radford rằng anh đã trở lại. Xuất phát bên hành lang cánh trái, ngôi sao thuộc bên chế màn ưu tất hoạt động năng nổ và sông sáo. Thay vì có quá nhiều pha xử lý lỗi như tại quỷ đỏ thời gian qua, Radford đã cho thấy sự điềm tĩnh và đặc biệt đầy quyết đoán và đây có thể là tiền đề cho sự trở lại phong độ cao nhất của tiền đạo người Anh. Mặc dù cần cải thiện về khả năng đưa ra quyết định chính xác nhưng ít ra Radford vẫn di chuyển đúng cách. Vấn đề ở thời điểm này là anh chưa thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng và chơi ăn ý với Hoyland. Và cách duy nhất để Radford có thể làm được điều đó là được tạo điều kiện ra sân, thi đấu liên tục và tìm lại sự tự tin. Việc thay đổi vị trí có thể sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tư duy thi đấu của anh. Một bạn có một nickname rất là khó đọc Anh quên cho em hỏi anh nghĩ đội tuyển Nhật Bản Sẽ làm nên một điều thần kỳ nào đó Tại World Cup 2026 không Khi họ đang sở hữu lứa cầu thủ quá tài năng Như là Kubo, Mitoma, Ito, Wataru Tomiyasu, Ritsu, Doan, Kamada, Daichi Minamino Đều đang thi đấu ở những giải đấu hàng đầu châu Âu Hơn nữa họ vừa có những trận giao hữu Đã hủy diệt những đội bóng Không hề nhẹ cân trong đó có Đức Vâng, Nhật Bản đang nhận được rất nhiều sự quan tâm Không chỉ của những người hâm mộ bóng đá châu Á Vì sao vậy? Hãy đến với câu trả lời không cần phải đợi đến World Cup 2026. Nhật Bản đã gây ấn tượng mạnh với nhiều người ngay từ World Cup 2022. Những Samurai xanh chỉ thua Costa Rica ở vòng bảng còn lại đã thắng hai đại anh hào của bóng đá thế giới là Đức và Tây Ban Nha. Đến vòng 1-8, Nhật Bản đã chơi sòng phẳng với Croatia sau 120 phút và chỉ chịu thua trên chấm 11m. Bóng đá Nhật Bản đã cho thấy sự trưởng thành ở sân chơi thế giới. Cách mà người Nhật đã thể hiện cho thấy họ đang từng bước giành lấy sự tự tin ở sân chơi World Cup. Dù không thể giành vé đi tiếp để lần đầu tiên vào tứ kết, nhưng những gì mà thầy chó luyện viên Hajime Moriyasu đã thể hiện xứng đáng nhận được những lời ngợi khen. Họ góp phần làm nên tinh thần châu Á, niềm tự hào châu Á ở kỳ World Cup vừa qua. Sự trưởng thành là điều mà nhiều người nhắc đến khi nói về bóng đá Nhật Bản, tiền vệ Luka Modric nhận xét. Sau những gì đã trải qua, tôi có thể hiểu được vì sao tuyển Nhật Bản lại có thể đánh bại được cả tuyển Đức lẫn Tây Ban Nha. Họ đã thể hiện được chất lượng trong lối chơi của mình. Nhật Bản không chỉ vụt sáng như một hiện tượng nhất thời, hàng loạt kết quả giao hữu trong thời gian gần đây thể hiện rằng Samurai Xanh ngày một mạnh mẽ hơn theo thời gian trước khi đánh bại Canada, đối thủ mà họ từng thua 1-2 khi chuẩn bị cho World Cup 2022. Điều ấn tượng nhất mà Nhật Bản thể hiện là hạ Đức 4-1 ngay trên sân khách. Kết quả này khiến Hansi Flick trở thành huấn luyện viên trưởng đầu tiên trong lịch sử đội tuyển Đức bị sa thải. 9 tháng trước Euro 2024 trên sân nhà, DA Manstrap buộc phải thay đổi với Julian Nagelsmann làm nhân vật chữa cháy. Họ không chỉ sở hữu những ngôi sao bóng đá đang thể hiện được trình độ bản thân ở trời Âu, mà còn có cho mình một giải vô địch quốc gia có trình độ chuyên môn hàng đầu châu Á. Vậy nên sẽ chẳng lạ khi đội bóng đại diện cho đất nước mặt trời mọc sẽ thực sự là thách thức đáng gờm ở vòng chung kết World Cup 2026. Bạn Đạt Nguy, chào anh Quân Đã theo dõi anh 2 năm và lần đầu đặt câu hỏi Em đang sống và làm việc ở Stuttgart của Đức Thế em thấy ở VFB Stuttgart là nơi phát hiện ra rất nhiều cầu thủ trẻ tài năng Cho bóng đá Đức như là Kimmich, của napri Rudiger Nhưng lại ít được biết đến hơn so với những nơi khác như là Dortmund chẳng hạn Tại sao lại như vậy? Hiện tại Stuttgart đang chơi rất hay Câu hỏi hơi dài Mong được anh trả lời Cảm ơn, chúc anh và team ngày càng phát triển Cảm ơn bạn khi ở Đức vẫn đang xem và theo dõi kênh của tôi Hãy đến với câu trả lời Stuttgart là một trong những đội bóng sở hữu lò đào tạo trẻ hàng đầu nước Đức, không chỉ là những Kimmich, Rudiger hay Gnabry như chúng ta thường biết. Trước đó họ từng sản sinh ra rất nhiều những cầu thủ chất lượng và khoác áo các đội bóng lớn. Trước đó vào giai đoạn 2000-2010 họ từng có Alexander Herlev, Kévin Kuranyi, Timo Hinderbrand hay là thậm chí cả là Philip Lahm Chưa kể dẫn dắt họ còn có những vị trí nước gia gạo cội như Felix Magath, Joachim Löw, rap Ranić hay là Chapatoni. Nhờ sở hữu một thế hệ tài năng, họ từng đăng quang trước vô địch Bundesliga năm 2007. Tuy nhiên, đó cũng là mốc son trói lọi nhất trong khoảng 3 thập kỷ gần đây của thiên nga trắng. Đó cũng là lý do đội bóng này không được biết đến rộng rãi như Dortmund về mặt thành tích. Dortmund từng lọt vào đến chung kết Champions League, từng đăng quang trước vô địch Bundesliga và luôn là đối trọng trong cuộc đua vô địch với Bayern Munich trong nhiều mùa giải. Tức là xét về mặt vị thế, Dortmund nổi bật hơn hẳn so với Stuttgart. Bên cạnh đó, Dortmund thu hút được nhiều cầu thủ tài năng, nhiều cái tên được coi là idol hơn. Robert Lewandowski là một ví dụ điển hình Hay sau này khi Lewandowski ra đi Họ còn có Marco Roy biểu tượng về lòng trung thành của đội bóng vàng nền Stuttgart không có được những ngôi sao nổi tiếng như vậy Phần lớn các thủ tại đây chỉ coi đội bóng này như một trạm trung truyền Trước khi khoác áo những đội bóng danh tiếng khác hơn và giàu thực lực hơn Stuttgart cần một cú ích để có thể nâng tầm danh tiếng của họ mùa giải năm nay Có thể là tiền đề cho điều đó khi thiên nga trắng đang bay cao trên bảng xếp hạng với vị trí thứ hai và chỉ kém Leverkusen một điểm Họ cần duy trì thành tích đó, không biến thành hiện tượng giống như ba đội bóng ở những mùa giải gần đây. Và hơn thế nữa, họ cần phải có chính sách hợp lý để giữ nhân tài lại công hiến. Những cầu thủ như Gurasi hay là Angel Milos cần phải trở thành nòng cốt để đưa đội bóng đến thành công từ mùa giải này qua mùa giải khác. Có như vậy, Stuttgart mới có thể nâng tầm trở thành một đội bóng được biết đến rộng rãi hơn ở châu Âu bạn nghĩa Lê, em chào anh quân cùng ekip premier league được biết đến là giải đấu hàng đầu châu âu và bóng đá anh sản sinh rất nhiều tài năng nhưng em thấy bình diện chung huấn luyện viên người anh không thành công nhiều ở mức độ uh, câu lạc bộ như những huấn luyện viên các nước châu âu khác như là tây ban nha ý hay là đức anh quân có thể cho em biết lý do là vì sao hay là môi trường đào tạo huấn luyện viên ông anh quân giải đáp chúc anh quân cùng ekip uh, một ngày làm việc vui vẻ cảm ơn Cảm ơn bạn rất là nhiều Đây cũng là một câu hỏi được rất nhiều người đặt ra Trong những tuần vừa qua và tuần này thì chúng ta sẽ trả lời nó Ở khía cạnh nào đó chính sức nóng của giải Hoàng Anh Cũng là nguyên nhân khiến các huấn luyện viên người Anh không có đất dụng võ Tuy mang danh là giải đấu số 1 của bóng đá Anh, nhưng hầu hết các lạc bộ lớn nhất của Premier League đều nằm trong tay các ông chủ nước ngoài. Manchester City, Newcastle thuộc về ông chủ Ả Rập, Man United, Liverpool, Arsenal và Chelsea giờ là của người Mỹ. Những nhà tài phiệt nước ngoài này đổ tiền vào các đội bóng Anh đương nhiên là vì những mục tiêu của cá nhân họ. Việc phát triển bóng đá anh hay trao cơ hội cho các huấn luyện viên bản địa không phải là mối quan tâm của họ. Những ông chủ này hướng tới sự thành công, hiệu quả tức thì, vì vậy sẽ rất khó có chuyện họ mạo hiểm với một huấn luyện viên bản địa mới chỉ thuộc dạng tiềm năng. Đây chính là bệ phóng tạo ra một thế hệ huấn luyện viên mới trẻ trung và đầy tài năng của làng túc cầu thế giới. Những điều này gần như không tồn tại ở môi trường bóng đá anh. Ngay cả ở các câu lạc bộ do chính người anh làm chủ thì cũng không có chỗ cho sự kiên nhẫn và phát triển một cách căn cờ đơn giản là bởi vòng xoáy lợi nhuận của premier league là quá lớn sự khác biệt giữa một suất chơi ở premier league và giải hạng dưới có thể lên tới cả trăm triệu bảng anh con số khổng lồ ấy khiến người ta buộc phải khắt khe với các huấn luyện viên không có chỗ để ưu ái cho các huấn luyện viên bản địa sự cạnh tranh quá khốc liệt với các huấn luyện viên nước ngoài thành danh cũng như áp lực quá lớn từ việc thành công ngay tức thì chính là thứ giết chết giấc mơ của các chiến lược gia người anh nhưng đây mới chỉ là nguyên nhân mang tính khách quan ngoài ra bóng đá anh còn tồn tại nhiều vấn đề nội tại khác Người Anh vốn là những con người bảo thủ, chính vì vậy phương pháp huấn luyện của bóng đá Anh nhìn chung lạc hậu, không theo kịp sự phát triển của bóng đá thế giới. Các huấn luyện viên bản địa vẫn đề cao lối chơi theo kiểu Anh truyền thống, thiên về thể lực, bóng dài, tạt cánh đánh đầu. Sự bảo thủ về đường lối ở bóng đá Anh thể hiện ở chỗ ngay cả trong kế hoạch mang tên là The Future Game được Liên đoàn bóng đá Anh đưa ra năm 2010 để hướng tới mục tiêu giành chức vô địch World Cup 2022 cũng từng bị các chuyên gia chỉ trích là vẫn đặt trọng tâm quá lớn vào việc tìm kiếm các cầu thủ có sức mạnh, to khỏe hơn là tìm ra người tài năng nhất trong khi đó bóng đá hiện đại đang ngày càng đặt nặng yêu cầu về chiến thuật phức tạp chú trọng tới kỹ thuật chơi bóng điều này khiến cho các huấn luyện viên người anh có xu hướng tụt hậu so với những đồng nghiệp trên thế giới thêm một điều ngăn cản các huấn luyện viên anh có thể thành công đấy là những hàng rào do chính văn hóa anh tạo ra không ở nơi nào trên thế giới các huấn luyện viên chịu sự soi mói và áp lực từ truyền thông như ở xứ sửa sương mù hãy thử tưởng tượng nếu có một huấn luyện viên người anh nổi lên như là ngôi sao của giải đấu chắc chắn ông này sẽ bị bùa vây bởi áp lực khủng khiếp từ mọi phía Đặc biệt là tự hệ thống truyền thông thích những câu chuyện giật gân và đời tư, những điều này có thể giết chết bất kỳ tài năng nào và có thể là thứ khiến cho nhiều người từ bỏ giấc mơ huấn luyện viên chuyên nghiệp. Bạn Lê Vũ chào anh Quân Em là fan của Arsenal từ 2005 tới nay Cứ mỗi lần trên hàng công Arsenal có vấn đề về chấn thương Là em lại lo cho Arsenal sẽ lại hụt hơi Giống mùa giải năm ngoái Vậy theo anh Arsenal có cần bổ sung thêm tiền đạo không Chứ em thấy Martinelli và Saka có dấu hiệu quá tải Và theo anh cái tên nào sẽ đủ chất lượng Và phù hợp với lối chơi của Arsenal thời điểm hiện tại Chúc anh và toàn bộ ekip chương trình luôn mạnh khỏe đó đương nhiên là Ivan Toni người đang được Arsenal rất quan tâm vào lúc này. Rõ ràng Arsenal vẫn cần bổ sung thêm một tiền đạo chất lượng vào đội hình. Cặp đôi Enketia và Jesus mới chỉ ghi tổng cộng 5 bàn từ đầu mùa, gồm 3 bàn tại ngoại Anh. Trong khi đó, Bukayo Saka đã có 5 bàn, còn Martin Odegaard có 4 bàn. Rõ ràng hai trung phong của Arsenal hiện tại không phải là những chân rút quá sắc bén, đồng ý là họ có khả năng đóng góp vào lối chơi chung rất tốt. Nhưng Enketia và Jesus cũng không ít lần bỏ lỡ những cơ hội 10-10. Vậy nên pháo thủ vẫn cần đến một cây sân bàn thực thụ. Ivan Toni là một trong những cái tên đang được liên hệ với Arsenal lúc này. Toni hiện đang chấp hành lệnh cấm thi đấu vì vi phạm các quy tắc cá cược, nhưng sẽ trở lại vào tháng mùa tới. Tiền đạo người Anh kết thúc mùa giải trước với tư cách là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho bầy ong với 20 bàn thắng ở Premier League. Cựu danh thủ Roy Keane đánh giá Ivan Toni chính là mảnh ghép giúp Arsenal giành được chiếc cúp bạc EPL. Arsenal có thể vô địch giải đấu nhưng họ sẽ cần bổ sung thêm tiền đạo chất lượng. Thật tuyệt khi xem một đội có thể chơi bóng đẹp mắt như vậy. Họ kiểm soát bóng tốt và cũng mạnh mẽ về thể lực. Như chúng ta đã thấy Man City trong vài năm qua họ đã mạnh hơn rất nhiều, rõ ràng những tình huống cố định đóng góp vai trò rất lớn. Chúng ta đã thấy những cầu thủ vào sân từ mang ghế dự bị cho Arsenal mùa này, họ đều to lớn khỏe mạnh có thể giúp đội vượt qua những thế trận chặt chẽ. Sự kiên nhẫn tinh thần của Tony được kết hợp với khả năng kỹ thuật tuyệt vời với cả hai chân và đầu. Điều này được minh họa bằng sự đa dạng tuyệt đối của các phương thức anh đã ghi bàn kể từ khi gia nhập Premier League. Tỷ lệ ghi bàn trên mỗi cú sút của anh vào mùa trước là 0,16 cao hơn cả Gabriel Jesus và Edin Ketia, những cầu thủ mà anh có thể thay thế thế tại sân Emirates, nếu Arsenal tiếp đồng với anh và thắng giương này. Bạn hùng hào Hoa. À? Em chào anh Quân đẹp trai, anh cho em hỏi thầy trò huấn luyện viên Tuchel và đội tuyển quốc gia Việt Nam rút ra được những gì sau 3 trận đấu giao hữu vừa rồi? Anh đánh giá thế nào về lối chơi của đội tuyển và cách dùng người của huấn luyện viên Tuchel? Em cảm ơn anh và chúc gia đình cùng ekip thật nhiều sức khỏe để thật có được nhiều những video hay và bổ ích. Cảm ơn bạn rất là nhiều và hãy đến với câu trả lời của tôi nhé. Với nhiều người hâm mộ, thất bại của đoàn quân huấn luyện viên Trussier khi tới Trung Quốc và Hàn Quốc mới đây là điều không quá khó đoán. Bởi lẽ ông thầy người Pháp đã thực hiện đúng tiêu chí thử nghiệm và thử nghiệm triệt để những ý tưởng mà mình muốn xây dựng cho đội tuyển Việt Nam. Ba trận giao hữu trước đối thủ mạnh cũng giúp huấn luyện viên Trussier cho thấy sự công bằng của mình khi chọn cầu thủ lên đội tuyển quốc gia. Họ không chỉ được đưa lên để lấy lệ mà được thử nghiệm kiểu ra tấm ra món. Vấn đề của đội tuyển Việt Nam sau từng ấy thất bại có lẽ chỉ tập trung vào hai câu hỏi đội tuyển Việt Nam học được gì và sẽ xây dựng chiến lược tiếp theo ra sao. Bài học sau từng ấy thất bại dường như ông Trussier đã lường trước, đó là không thể kiểm soát bóng trước những đội mạnh như Uzbekistan hay Hàn Quốc. Tỷ lệ cầm bóng của học trò huấn luyện viên người Pháp ở hai lượt trận lần lượt là 35 và 33%. Gặp đối thủ có thể hình thể lực tư duy chiến thuật lẫn kỹ thuật vượt trội, tiêu chí tự tin khi cầm bóng để triển khai lối chơi từ sân nhà mà ông Trusier đặt ra, không được học trò đáp ứng. Hàng công nhạt nhòa hiếm có pha phối hợp sắc nét nào do không triển khai được lối chơi. Hàng thủ vỡ vụn, đội tuyển Việt Nam đã có những phút đấu quý giá để cảm nhận rõ sức ép khủng khiếp khi chơi ở đẳng cấp cao nhất châu Á. Đội tuyển Việt Nam được chờ đợi sẽ vững vàng hơn sau khi được thử sức với đối thủ vượt trội. Để rồi từ lúc này, có thể các cháu luận viên Trucie sẽ tự tin khi đối diện với những đối thủ như là Philippines, Indonesia hay mạnh hơn một bậc là Iraq ở vòng loại thứ hai World Cup 2026 vào tháng tới một kỳ đã được trực tiếp độ tài với Son Heung-min, Kim Min-jae, Lee Kang-in, Hoàng hi chan các trò huấn luyện viên Philippe Trussier phải chứng tỏ được sự tiến bộ về chuyên môn khi gặp đối thủ được đánh giá thấp hoặc ngang mình. Sự thử nghiệm của huấn luyện viên Trussier như một mũi tên trúng nhiều đích lần này, ông cũng đã chấm dứt 7 tháng rèn luyện bài miếng cho các đội tuyển Việt Nam một khoảng thời gian đủ dài để thu về kết quả tích cực sắp tới đây. Bạn vuôn Mua Em chào bình luận viên Anh Quân Theo dõi anh từ 2019 đến giờ Em là người dân tộc Khơ Mông Em còn nhớ lúc ở quê không mạng, không sóng, không internet Mỗi lần đi làm nương rẫy đến chỗ có mạng 4G là lại tranh thủ Lưu hết tất cả video già mới của anh Để tối về nhà rồi xem theo anh thì Bellingham có thể uh, từ tiền vệ dần thành một tiền đạo xuất sắc không? Vì em thấy cũng có khá nhiều tiền đạo giỏi có xuất phát điểm là một tiền vệ. Cảm ơn anh đã dành thời gian đọc câu hỏi và trả lời chia sẻ này của em. Chúc anh và gia đình cùng ekip và tất cả mọi người mạnh khỏe, thành công. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Mặc dù có những lúc uh, ở một cái hoàn cảnh rất là khó khăn nhưng bạn vẫn theo dõi kênh của tôi và vẫn đang ủng hộ tôi uh, mỗi ngày như thế này. Cảm ơn bạn một lần nữa đúng không ạ? Và bây giờ là câu trả lời. Bellingham đã có phong độ cực cao khi liên tục ghi bàn tại Real Madrid. Cầu thủ người Anh hưởng lợi từ cách vận hành mà huấn luyện viên Carlo Ancelotti đề ra. Theo huyền thoại Thierry Henry, Jude Bellingham được giải phóng khỏi nhiệm vụ phòng ngự và thăng hoa trong tấn công với hệ thống kim cương của Los Blancos. Bạn nghĩ tại sao Bellingham thể hiện tốt ở Real? Vì cấu trúc của Real cho phép điều đó. Ba tiền vệ giúp Bellingham ổn định từ phía sau, có các tiền đạo phía trước chạy chỗ và tạo khoảng trống, giúp cậu ấy có nhiều thời gian xử lý bóng. Hai mùa trước, huấn luyện viên Carlo Ancelotti thường sử dụng sơ đồ 4-3-3 với tiền đạo đội trưởng Karim Benzema. Nhưng hè này Real có biến động lớn khi chia tay trung phong người Pháp và với sự có mặt của Jude Bellingham, Los Bancos phải thay đổi. Vì thế Ancelotti đã chuyển sang sơ đồ kim cương 4312 với Bellingham đá vị trí số 10. Cầu thủ người Anh đá ngay sau bộ đôi tiền đạo với hai lựa chọn tốt nhất là Vinicius và Rodrigo Goes. Ba tiền vệ trung tâm phía sau được xoay tua giữa Toni Kroos, Aurelian Termini, Luka Modric, Federico Valverde, Dani Ceballos và Eduardo Camavinga. Huấn luyện viên Ancelotti phân tích, Bellingham rất năng động, ngay cả khi lùi sâu Bellingham vẫn nguy hiểm bởi cậu ấy đủ mạnh mẽ để nhanh chóng xâm nhập vòng cấm đối phương. Bellingham không phải trung phong nhưng chọn vị trí trong vòng cấm rất tốt và thích nghi rất nhanh. Nhìn chung Bellingham đang trở nên lợi hại vì tiền vệ người Anh có khả năng khai thác khoảng trống cực tốt, cùng với đó là tầm hoạt động rộng và rất linh hoạt. Tất nhiên, cựu sao Moon cũng có cho mình kỹ năng dứt điểm vô cùng uy tín, nhưng để trở thành một tiền đạo dứt điểm không phải là kỹ năng cần thiết duy nhất chưa chắc bellingham bị đóng đinh ở một khoảng không gian nhất định đã là ý tưởng hay một tiền đạo toàn diện cần biết chạy chỗ làm tường thu hút sự chú ý qua phòng ngự đối phương và kết nối tốt với những vệ tinh xung quanh với mẫu cầu thủ có khả năng kéo bóng và di chuyển liên tục như trước bellingham rõ ràng cầu thủ người anh vẫn cho thấy bản thân phù hợp hơn với một vị trí một tiền vệ công thích xâm nhập và những khoảng trống và ghi bản bạn Sai Roy, chào bình luận viên Anh Quân Anh cho em hỏi với việc xách ra sim Rút khỏi việc mua lại Man United Và nhiều nguồn tin cho rằng Sir Tim Clip tiến gần mục Mua lại 25% của phần đội bóng sẽ phụ trách mảng thể thao Theo anh nếu điều đó trở thành sự thật Sẽ có sự thay đổi tích cực về mặt bóng đá đơn thuần Hay chỉ bình mới rượu cũ như cách nhà Glazer đang làm Là fan lâu năm của kênh bình luận viên Anh Quân Rất mong anh trả lời Chúc anh và ekip thật nhiều sức khỏe Vâng, đây là câu hỏi cũng rất, rất nhiều những cổ viên Man United đặt ra trong ngày hôm nay một trong những thông tin được các cổng viên Man United quan tâm nhất trong tuần qua chính là vụ đổi chủ của câu lạc bộ này. Sau một quãng thời gian rất dài, đội bóng này đã có thêm ông chủ mới. Nó không phải những gì các cổng viên mong muốn khi nhà đầu tư thiên thần Sheikh Jassim đã rút khỏi cuộc đua. Trong khi đó, nhà Glazer vẫn còn tại vì và đội bóng thậm chí có thêm một nhà quản trị khác, Sir Tim Clip. Theo đó, vị tỷ phú người Anh sẽ nắm 25% cổ phần của đội bóng và chịu trách nhiệm về mặt thể thao thuần túy. Điều đó hợp với chuyên môn của Sir Dean Ratcliffe khi ông cũng đang đầu tư rất nhiều vào thể thao, trong đó có cả bóng đá. Trên lý thuyết, việc phân chia lĩnh vực phù hợp với chuyên môn quản trị của từng ông chủ là điều hợp lý với Man United. Tuy nhiên, điều này đang khiến hệ thống quản lý của Quỷ Đỏ trở nên trồng chéo hơn rất nhiều. Có rất nhiều điều nhà Glazer cũng như Sir Dean Ratcliffe phải làm rõ, trong đó bao gồm phân chia lợi nhuận đội bóng sẽ như thế nào. Với ai cũng biết nhà Glazer đã hút máu triệt để con gà đẻ trứng vàng của họ để lại một Quỷ Đỏ kiệt quệ về mọi mặt giờ đây nếu có thể một nhà đầu tư có tham vọng đường lối và cách thực hiện tương tự tương lai đội bóng sẽ càng tăm tối hơn họ chỉ còn biết hy vọng sơ tin ra clip là một ông chủ có tầm và có tầm thực sự tâm huyết với đội bóng mà ông luôn tuyên bố mình là fan từ khi còn bé có như vậy mà điều tất mới có thể vực dậy nhờ nguồn lực tài chính mạnh mẽ ngoài ra năng lực điều hành các đội bóng của tỷ phú người anh cũng gặp nhiều dấu hỏi những đội bóng do ông sở hữu như câu lạc bộ nice đang chưa thực sự bứt lên chưa thực sự thay đổi so với thời của những ông chủ cũ Nhìn chung, phi vụ chuyển giao quyền lực tại Man United vẫn chưa thể giải quyết được các vấn đề tận gốc. Nhạc Glazer vẫn ở đó, vẫn tạo nên làn sóng phẫn nộ của các cổ viên. Họ sơ tìm ra clip sẽ phải chứng minh ngay lập tức cách ông điều hành đội bóng này khác xa so với những gì người Mỹ đang thực hiện. Nếu không, tất cả chỉ là bình mới rượu cũ mà thôi. Bạn vũ võ em chào ông Quân, Chelsea đã chơi tốt qua những tuần gần đây Vậy bao nhiêu phần trăm cơ hội để giành chiến thắng cho Arsenal hoặc ít nhất là một trận hòa Chúc anh và ekip thật nhiều sức khỏe Vâng, rất là khó để dự đoán Nhưng tại sao lại không thử nhỉ? Trận thắng 4-1 của Chelsea trước Burnley tại Premier League hồi đầu tháng 10 mang ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đây là lần thứ hai trong năm nay The Blue giành được 3 chiến thắng liên tiếp. Đó cũng là lần đầu tiên Chelsea ghi nhiều hơn 3 bàn trong một trận đấu kể từ chiến thắng 6-0 trước Southampton vào tháng 3 năm 2022. Với Chelsea gần 2 tuần nhường chỗ cho FIFA Day, tháng 10 vừa qua là thực sự cần thiết. Nhưng liệu những kết quả thuận lợi này có phải bằng chứng cho thấy họ sẽ trở lại hay đơn giản chỉ là phong độ nhất thời? Hơn nữa The Blue sẽ phải đối đầu với Arsenal vào cuối tuần này. Không thể phủ nhận tác động tích cực mà huấn luyện viên Mauricio Pochettino đã tạo ra kể từ khi lên nắm quyền tại Chelsea mùa này. Chỉ 3 chiến thắng sau 8 trận đầu tiên tại Premier League có thể không chứng minh được điều đó. Những lối chơi của The Blue mạch lạc hơn rất nhiều so với thời của Graham Potter hay Frank Lampard. Trong khi những thông số cơ bản của Chelsea mùa trước tôi thấy họ xứng đáng là đội bóng tầm trung, thì Pochettino đã tạo ra những tiến bộ rõ ràng trên khắp mặt sân. Chelsea hiện xếp thứ 7 về số bàn thắng kỳ vọng ở Premier League sau khi xếp thứ 12 mùa trước. Trong khi đó họ cũng xếp thứ 4 về số bàn thua dự kiến so với hạng 11 mùa trước. Hơn nữa, Chelsea đã tăng từ hạng 7 lên hạng 2 về thời gian kiểm soát bóng ở 1 phần 3 sân đối phương mỗi trận. Điều đó cho thấy sự cải thiện rõ rệt trong khả năng gây áp lực của tờ Blue. Tuy nhiên một vấn đề tồn động từ thời Potter mà Pochettino chưa thể giải quyết là sự yếu kém trong khâu dưới điểm. Mùa trước, The Blue có hiệu số bàn thắng bại mong đợi tệ nhất Premier League. Sự hoang phí cơ hội tiếp tục là một vấn đề khi chỉ Everton vượt qua Chelsea về chỉ số đó trong mùa giải này. Pochettino chắc chắn sẽ hy vọng rằng chiến thắng trước Burnley sẽ giúp các chân sút của ông tự tin hơn. Chắc hẳn, cổ động viên của Chelsea đang phấn khích trong chiến thắng trước Fulham và Burnley tại Premier League. Liệu sự cải thiện của Chelsea có bền vững hay không sẽ trở nên rõ ràng từ nay cho đến dịp sáng sinh. Các trận đấu với Arsenal, Tottenham, Man City, Newcastle và Manchester United đều góp phần tạo nên lịch thi đấu khó khăn với đoàn quân Pochettino. Pháo thủ sẽ hành quân đến phía Tây London sau khi thắng 7 trong 8 trận gần nhất trước Chelsea. Trên thực tế, sau gần 10 năm không giành được chiến thắng tại Stamford Bridge, Arsenal hiện đã toàn thắng ở cả 3 lần ghé thăm gần nhất. Sự hội sinh của Chelsea sẽ được xem xét một cách nghiêm túc nếu họ có thể giành 3 điểm trước Arsenal vào cuối tuần này. Nhưng trên thực tế điều này không hề dễ dàng bởi Arsenal đang có phong độ rất tốt từ đầu mùa, đứng thứ hai trên bảng xếp hạng khi chỉ kém Tottenham về chỉ số phụ. Trong khi đó vòng trước pháo thủ đã có được sự hưng phấn nhất định khi thắng nhà đương kim vô địch Man City. Vậy nên Chelsea có khả năng chiến thắng trước Arsenal nhưng tỷ lệ là không cao. Bạn Việt Nguyễn chào anh Quân và ekip với phong độ hiện tại khả năng CR7 ở cán đích với vị trí cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong năm 2023 là rất cao. Nếu thi đấu ở châu Âu CR7 có thể được vinh danh với giải thưởng chiếc giày vàng châu Âu. Bây giờ đang ở châu Á thì có giải thưởng nào để vinh danh nếu CR7 cán đích đầu tiên không? Có giải thưởng chiếc giày vàng châu Á hay cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong một năm dương lịch không? Chúc anh và ekip thật nhiều sức khỏe. Nhiều lần đặt câu hỏi mong một lần được lên sóng. Cảm ơn bạn rất nhiều. Đây là một câu hỏi hay. Hãy đến với câu trả lời của tôi. Sau World Cup 2022 và nửa mùa gây thất vọng cho màu áo Anas trên phương diện tập thể, Ronaldo bị đánh giá là hết thời và được kêu gọi nên giải nghệ. Tuy nhiên, khi phần đông người hâm mộ nghiêng về một cái kết chẳng mấy vui vẻ gì ở giai đoạn cuối sự nghiệp của CR7, thì đó cũng là lúc siêu sao người Bồ Đào Nha dẹp tan tất cả bằng một phong độ hủy diệt đúng nghĩa. Không ngoài dự đoán của giới chuyên giả, Cristiano Ronaldo vừa qua vẫn được xếp đá chính từ đầu trong trận Bồ Đào Nha gặp Bosnia ở vòng loại Euro 2024, dù họ đã có vé dự vòng chung kết. Tại đây, CR7 tiếp tục thể hiện phong độ vô cùng ấn tượng với một cú đúp gọn gàng chỉ sau 20 phút bóng lăn. Hát va làm bàn không chỉ đóng góp trực tiếp vào chiến thắng 5-0 của đội tuyển Bồ Đào Nha mà còn giúp Ronaldo thiết lập hàng loạt cột mốc ấn tượng. Theo đó, đây đã là bàn thắng thứ 40 anh ghi được trong năm dương lịch 2023 ở cả cấp độ câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia. Với 40 bàn thắng, Ronaldo cũng đã vượt mặt hai tiền đạo hàng đầu thế giới hiện tại là Erling Haaland và Kylian Mbappe về đầu ra bàn thắng trong năm nay. Có đó CR7 đang là người nắm giữ vị trí cầu thủ ghi bàn xuất sắc nhất năm 2023 tính tới thời điểm hiện tại. Nghe đến đây có lẽ nhiều người sẽ không tin vào mắt mình, thật sự Ronaldo đã qua mặt Hà Lan, siêu tiền đạo Man City, người đã đoạt cú ăn Ba mùa trước ở danh sách ghi bàn nhiều nhất năm dương lịch 2023. Thật vậy còn bất ngờ hơn nữa khi CR7 đã gần tuổi tứ tuần chứ không hề trẻ trung gì. Rộng hơn, Ronaldo đã có 12 năm, ghi từ 40 bàn trở lên tính từ năm 2010. Năm duy nhất anh không làm được là 2022, song đó đơn giản chỉ như một quãng nghỉ của CR7. Tuy nhiên tại châu Á thì sẽ không có những giải thưởng như chiếc giày vàng hay cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong một năm dương lịch. Theo vào đó Ronaldo sẽ tranh tài cùng các đối thủ ở giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất châu Á 2022 do hãng truyền thông Titan Sport Plus Trung Quốc tổ chức. Đây là giải thưởng cá nhân cao quý nhất của bóng đá châu Á được diễn ra hàng năm. Được trao những cầu thủ có quốc tịch châu Á hoặc cầu thủ có quốc tịch nước ngoài thi đấu tại các giải vô địch quốc gia của các nước châu Á. Sau năm gần nhất, Son Heung-min là người độc tôn ở giải thưởng này khi anh gần như không có đối thủ. Trước đó, ngôi sao của Tottenham cũng đã có hai lần được sướng tên. Nhưng hiện tại khi đã xuất hiện một Ronaldo đang là người ghi nhiều bàn thắng nhất năm 2023, khả năng giành giải của Son sẽ gặp phải một chướng ngại rất lớn. Vậy là chúng ta đã cùng trải qua những câu hỏi của Q&A tuần này Cảm ơn các bạn đã luôn đặt câu hỏi rất thú vị dành cho tôi Và hãy nhớ nhé Những gì hay nhất của bóng đá sẽ luôn xuất hiện trên kênh youtube của luyện viên Anh Quân Nhớ bấm subscribe và like video này để ủng hộ chúng tôi Còn bây giờ là lời tạm biệt